Bạn có dám tin không? Loài động vật có vẻ ngoài cực kỳ xấu xí này lại có thể miễn nhiễm với ung thư. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Loài vật này chính là chuột rũi trụi lông sống dưới lòng đất. Các nhà khoa học từ Đại học California, Mỹ từng làm thí nghiệm tiêm tế bào ung thư vào cơ thể chuột rũi trụi lông, cố gắng dùng tế bào ung thư trực tiếp lây nhiễm cho nó, khiến nó mắc ung thư. Nhưng điều kỳ diệu là tế bào ung thư trong cơ thể nó sau khi phân chia một thời gian lại biến mất một cách kỳ diệu. Sau đó, có nhà nghiên cứu thông qua nhiều nghiên cứu đã phát hiện lý do chuột rũi trụi lông không mắc ung thư có hai nguyên nhân chính. Một là do trong mô cơ thể của chuột rũi trụi lông có tồn tại axit hyaluronic phân tử cao đặc biệt. Loại axit này có thể đối với tế bào ung thư đóng vai trò ngăn chặn, có thể ngăn chặn hiệu quả sự phân chia và sao chép của tế bào ung thư. Ngoài ra, môi trường vi mô đặc biệt trong cơ thể chúng cũng không thuận lợi cho tế bào ung thư tồn tại. Tế bào ung thư trong môi trường như vậy khó có thể nhận được dinh dưỡng, cuối cùng chỉ có thể chết đi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, cho đến nay, vẫn chưa có một công nghệ nào có thể chuyển khả năng chống ung thư của chuột rũi trụi lông sang con người.